là tin hoạt động của hội người mù quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Hội Người mù thành phố Hà Nội, sáng ngày 30 tháng 8 năm 2018, tại phòng họp số 7, nhà CT6C, khu đô thị Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm Hội Người Mù quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 của Đảng tới toàn thể cán bộ hội viên của hai hội. Báo cáo viên của hội nghị là bà Nguyễn Thị Đào, Phó trưởng Ban tuyên giáo quận ủy Bắc Từ Liêm. Bà Đào đã giới thiệu những nội dung cơ bản nhất của ba nghị quyết quan trọng được Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 thông qua đó là nghị quyết số 26 gạch ngang NQ gạch chéo TU về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết số 27 gạch ngang NQ gạch chéo TU về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp Nghị quyết số 28 gạch ngang NQ gạch chéo TU về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Cả hội trường đều chú ý lắng nghe và tiếp thu rất nhanh những nội dung cơ bản, cốt lõi thiết thực với cuộc sống mà báo cáo viên đã truyền đạt. Sau 2 giờ làm việc, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Toàn thể cán bộ hội viên ra về với một niềm hân hoan lớn, hy vọng những chính sách mới của Đảng sẽ sớm được triển khai thực hiện và đi vào cuộc sống người đưa tin Nguyễn Thu Trang. Tin của cộng tác viên Nguyễn Ngọc Nhuận. Hội người mù huyện Mỹ Đức chăm sóc các đối tượng chính sách và tặng quà khuyến học cho các cháu con cán bộ hội viên. Để động viên khuyến khích các cháu phấn đấu nỗ lực học tập Hội Người Mù huyện đã tặng quà cho các cháu là hội viên và con cán bộ hội viên đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến năm học 2017-2018. Trước đó, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hội cũng đã tặng quà cho các hội viên thuộc đối tượng thương binh và thân nhân liệt sĩ với tổng số tiền hai đợt là 2 triệu 400 ngàn đồng. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa mà hội đã làm thường niên. Cũng trong dịp này, hai cháu là hội viên và con của hội viên có hoàn cảnh khó khăn được thành hội tặng quà vì có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Tiếp đó, sáng ngày 14 tháng 9, hội người mù huyện Mỹ Đức đã tổ chức bế giảng hai lớp dạy chữ nổi Braille và dạy nhạc cho hội viên về dự có các đại biểu đại diện lãnh đạo phòng thương binh xã hội, phòng giáo dục huyện, đài phát thanh Mỹ Đức và 48 đại biểu là cán bộ hội viên, giáo viên, học viên của hai lớp học. Từ đầu năm, hội đã có kế hoạch tổ chức xóa mù chữ cho những hội viên mới và hội viên chưa được học chữ nổi, đồng thời khảo sát nhu cầu của hội viên để đưa vào chương trình kế hoạch của hội. Sau khi nắm bắt được nhu cầu của hội viên, lãnh đạo hội đã báo cáo với lãnh đạo các cấp và được lãnh đạo huyện tạo điều kiện mở lớp tại hội bằng nguồn kinh phí vận động xã hội. Sau gần 2 tháng ăn học tập trung tại hội, đến ngày 14 tháng 9, hội người mù Mỹ Đức đã kết thúc tốt đẹp chương trình đào tạo theo đúng tiến độ đề ra và kết quả có 36% đạt loại giỏi, 53% đạt loại khá và 11% đạt trung bình. Đây là một kết quả đáng phấn khởi bởi học viên của hội phần lớn đã cao tuổi, song với sự quyết tâm nỗ lực của cả thầy và trò, cũng như sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất của hội phù hợp với đặc thù của người mù, anh chị em trong lớp học đã hoàn thành tốt chương trình học và đạt kết quả cao, được lãnh đạo huyện và thầy cô ghi nhận. Sau phần báo cáo kết quả bế giảng lớp học, toàn thể hội nghị được nghe một chương trình văn nghệ hết sức sôi động, học viên lớp học nhạc kết hợp với câu lạc bộ văn nghệ của hội thể hiện 9 tiết mục gồm đa dạng các thể loại như tốp ca, tam ca, song ca nam nữ, tấu sáo và dàn chống nhạc làm không khí ngày bế giảng lớp học thật vui vẻ, đầm ấm. Đây cũng là những kết quả mà cán bộ hội viên Hội Người Mù Mỹ Đức chào mừng Đại hội 10 Hội người mù thành phố Hà Nội. Tin hoạt động của Hội người mù quận Hoàng Mai. hưởng ứng các hoạt động chào mừng đại hội Hội người mù thành phố Hà Nội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023. Vào sáng thứ năm ngày 13 tháng 9 vừa qua, tại trụ sở quận hội, Ban chấp hành Hội người mù quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị tuyên truyền lồng ghép câu lạc bộ 24 năm thường kỳ. Ban chấp hành quận hội đã mời hai hội viên là hai tấm gương tiêu biểu tham gia chia sẻ với chủ đề truyền cảm hứng hòa nhập cộng đồng và phổ biến kiến thức y học cho người khiếm thị đến sự buổi sinh hoạt câu lạc bộ có toàn thể ban chấp hành và rất đông hội viên của quận hội cũng tới tham dự. Mở đầu chương trình, chị Lê Hương Giang, hội viên của quận hội, cũng là MC cho chuyên mục Cuộc Sống Vẫn Tươi Đẹp trên kênh VTV4 đã thuyết trình các vấn đề thuộc người khiếm thị hòa nhập cộng đồng, một số lưu ý và tình huống khi gặp phải trong giao tiếp ứng xử sang phần tiếp theo bác nguyễn mạnh tĩnh hội viên của quận hội cũng là một lương y có nhiều kinh nghiệm đã trình bày một số kiến thức y học thường thức giúp các hội viên có thể áp dụng ngay trong cuộc sống của mình nhằm ngăn ngừa những bệnh hàng ngày và cách chữa các bệnh đơn giản thường gặp mà không cần dùng thuốc Bên cạnh đó, những kiến thức y học mà hội viên nắm được trong buổi sinh hoạt này sẽ giúp cho mọi người có thêm được những kiến thức trong cuộc sống cũng như trong công việc. Từ đó có thể giúp họ cải thiện hơn về chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết hơn trong hành nghề xoa so bóp tầm quất nhằm đạt được những kết quả tốt đẹp. Buổi sinh hoạt câu lạc bộ đã đem đến những trải nghiệm thiết thực, đã thổi một luồng gió mới động lực mới cho toàn thể các hội viên tham dự câu lạc bộ. Trần Anh Minh Nhật. Tiếp theo là tin hoạt động của đơn vị Cầu Giấy. Hội người mô quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết kỳ họp thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, sáng ngày 14 tháng 9 năm 2018, tại Hội Trường, Hội Người Mù Quận Cầu Giấy, số 4 đường Phạm Hùng. Hội Người Mù Quận Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết kỳ họp thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa 12. Về dự và làm báo cáo viên cho hội nghị, có đồng chí Vũ Văn Hoạt, Phó trưởng Ban tuyên giáo, quận ủy, các đồng chí trong ban chấp hành và 52 hội viên tiêu biểu của quận hội. Với phương pháp truyền đạt ngắn gọn xúc tích, Dễ hiểu, đồng chí Vũ Văn Hoạt đã chuyển tới hội nghị nội dung cơ bản của ba nghị quyết. Nghị quyết về đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội sau hơn 2 giờ làm việc nghiêm túc khẩn trương, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị bổ ích góp phần củng cố lòng tin trong cán bộ, hội viên của quận hội tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Nguyễn Văn Đức, hội người mù quận, cầu giấy